Xin chào các khán giả thân yêu của Mọt Hoa Ngữ. Các bạn thân mến, phim cổ trang Trung Quốc luôn là một trong những ưu tiên giải trí của những người yêu thích phim Hoa Ngữ. Nếu bạn là một fan của dòng phim cổ trang Trung Quốc, thì chắc chắn không thể bỏ lỡ 8 bộ phim ngọt như mật này đâu đấy. Mỗi bộ phim là một câu chuyện tình yêu khác nhau, mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc buồn có, vui có. Nhưng chắc chắn một điều là đồ ngọt của những bộ phim này thì khỏi phải nói. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi khám phá xem đó là những bộ phim nào nhé. Mỹ nhân Mộ Bạch Thủ. Mộ Bạch Thủ là tác phẩm truyền hình do Nhậm Gia Luân và Trương Huệ Văn tham gia diễn xuất chính. Bộ phim kể về mối tình ngược tâm của hai nhân vật chính sau khi đã trải qua vô số gian nan và trắc trở. Đến cuối cùng thì cả hai vẫn có được kết thúc có hậu. Xoay quanh câu chuyện tình yêu ân oán giang hồ, Mộ Bạch Thủ mang đến hành trình Lâm Kính, Lan Nam Nhạc và dung họa hóa giải những khúc mắc giữa hai gia tộc, tìm thấy tình yêu và trả lại sự yên bình cho giang hồ. Tuy có mang vẻ ngoài khá là cả lơ phất phơ, không câu nệ tiểu tiết, có phần hài hước, nhưng con người của Lâm Kính lại không hề giống những gì chàng thể hiện. Thực chất, Lâm Kính là Na Lam Nhạc, trầm ổn, cơ trí, võ công cao cường, kiếm pháp nhanh như chớp. Chàng luôn tự lượng sức mình, biết mình phải cần gì, muốn gì và phải dùng cách gì để đạt được điều bản thân mà cần. Mỗi lúc dung họa gặp nguy hiểm, Lâm Kính luôn xuất hiện kịp thời. Để giúp cha, dung họa bôn ba ở giang hồ tìm Xích Hoa Châu, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người và dần dần biết được về những tội ác do cha mình gây ra, cũng như là nguyên nhân mà hai nhà Na Dung đối đầu. Lâm Kính nhập ma, dung họa tìm mọi cách giúp người yêu trở về, đồng thời trừ khử cái ác, giúp giang hồ sóng yên biển lặng. Xem đến hết phim thì cũng có hậu các bạn ạ. Huynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai. Huynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai kể về nhị điện hạ của Long Tộc và Ninh Tu Duệ. Vì lén chạy đi lên bờ vui chơi mà nhị điện hạ đã tình cờ chứng kiến nạn hạn hán nghìn năm chưa từng xuất hiện. Ninh Tu Duệ thấy vậy nên đã gọi mây ban mưa xuống, mặc cho lời dặn dò của cha mình và thậm chí còn giao cả vật chí bảo của Long Tộc và vẩy ngược cho một thiếu nữ làng chài tên là Cẩm Nhi để có thể hóa giải dịch bệnh ở trong làng. Và rồi thì Cẩm Nhi và vẩy rồng bỗng nhiên biến mất. Mặt biển đã xuất hiện lớp kết giới khiến cho Ninh Tu Duệ không thể quay trở về. 500 năm sau, cuối cùng Ninh Tu Duệ cũng gặp lại Cẩm Nhi mà hắn vô cùng căm ghét. Mối tình đầu bất ngờ và mạo hiểm giữa hai người lặng lẽ mở màn cho cuộc tình ngang trái đầy cay đắng này. Nam nữ chính thì đã phải trải qua một loạt tình tiết rất là ngược thân, ngược tâm, đẫm nước mắt. Tình yêu giữa thần linh và phàm nhân đã mấy khi được ủng hộ, thuận buồm xuôi gió ở bên nhau mà không phải vượt qua muôn vàn kiếp nạn. Mối tình đó phải đổ máu, rơi lệ và có sự hy sinh khiến cho thế giới phải cảm động. Chuyện tình của Tu Duệ và Âm Âm trước rất ngọt ngào, hài hước bao nhiêu thì sau lại đau khổ bi thương bấy nhiêu. Một tác phẩm ngôn tình ngọt tận cổ mà cũng đau tận xương, làm cho các khán giả phải điêu đứng, trải nghiệm loạt cảm xúc vui buồn có đủ hết. Nhạn Quy Tây Song Nguyệt. Chuyện phim Nhạn Quy Tây Song Nguyệt bắt đầu từ mối tình ghét trước yêu sau vô cùng hài hước của cô nàng Tạ Tiểu Mãn, Lương Khiết thủ vai và quận vương Triệu Hiếu Khiêm, Tăng Tuấn Hy đảm nhận. Trong một lần dạo chơi, vì đắc tội với quận vương bá đạo Triệu Hiếu Khiêm mà Tạ Tiểu Mãn luôn bị cho người theo dõi để điều tra về hành tung của cô nàng. Chuyện chưa dừng lại ở đó, nàng còn bị người khác hãm hại tình kế để có thể bắt cô ký khế ước hôn nhân với vị quận vương này. Tựa phim Nhạn Quy Tây Song Nguyệt cũng chính là nói về tình huống oan gia ngõ hẹp của hai người họ. Khi mà cả hai luôn đối đầu nhau, nay lại bị ràng buộc bởi một tờ khế ước, họ dần dần đã dành tình cảm cho nhau nhiều hơn sau khi đã cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió để có thể hiểu nhau hơn nữa. Và cứ như vậy, Tạ Tiểu Mãn và Triệu Hiếu Khiêm đã bắt tay nhau để vượt qua bao thăng trầm, sóng gió của cuộc sống. Bạch Ngọc Tư Vô Hà. Bạch Ngọc Tư Vô Hà là câu chuyện kể về công tử Giang Bạch Ngọc sống tại Giang Phủ rất giàu có. Anh sống với mục đích là tìm ra chứng cứ nguyên nhân về cái chết của phụ thân. Nhưng vốn là công tử yếu ớt nên anh đã mời Thủy Vô Hà đến để nâng cao việc học văn luyện võ. Thủy Vô Hà lớn lên tại Lang Gia là người có tính khí cao ngạo, phóng đãng nhưng lại rất ngang ngạnh và không muốn bị trói buộc của Giang Bạch Ngọc. Mục đã đồng ý đến bên Giang Phủ của cô, đó là tìm vị huynh ruột thất lạc. Một khi đối mặt với Giang Bạch Ngọc, cả hai như lửa với nước bất dung, nhưng giữa hai người lại có những bí mật không ai muốn bị bại lộ. Bạch Ngọc Tư Vô Hà thì chính là hành trình đi tìm sự thật của cả hai. Thế nhưng, chẳng ai ngờ là khi chân tướng sự việc lại hiện ra lên trước mặt cả.
cái chết của phụ thân Giang Công Tử do thúc phục Giang Hồ đã sát hại, còn huynh ruột của Thủy Vô Hà đã bị bỏ giam cùng cái chết của phụ thân Giang Bạch Ngọc. Sau đó, cả hai quyết tâm đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm và khiến cho âm mưu của Giang Hồ bị lật đổ. Sau khi trải qua hàng chuỗi thăng trầm, cả hai đã cảm nhận được về tình cảm của chính mình dành cho đối phương và đã quyết định chung sống với nhau suốt đời suốt kiếp. Oanh Oanh Túc Ngữ Diệt Nan Cầu. Bộ phim cổ trang Trung Quốc Oanh Oanh Túc Ngữ Diệt Nan Cầu là câu chuyện tình yêu của thiếu trang chủ Mộ Tuyết Trần do Quách Tuấn Thần đảm vai, của Thiên Uẩn Sơn Trang Động Chủ Thích Bành Quế Hoa và trợ thủ đắc lực Thiên Ngữ do Lý Nặc. Thiếu trang chủ Mộ Tuyết Trần là một người tài giỏi xuất chúng, vang danh khắp mọi nơi, không chỉ bởi vì tài năng, vẻ đẹp vạn người mê mà còn có lòng hiệp nghĩa, cố gắng giữ được hòa khí trong giang hồ, trở thành anh hùng trong lòng bách tính. Chàng được coi là nam nhân hoàn mỹ. Thiên Ngữ thấu tình đạt lý, thông tuệ hơn người, quản lý Mộ Tuyết Trần và mọi chuyện lớn nhỏ trong Thiên Uẩn Sơn Trang, ôn thỏa khéo léo, chưa bao giờ có chút sai sót nào. Trong lòng mọi người, hai người họ là trai tài gái sắc, trời đất tác thành. Nhưng đáng tiếc thay, Thiên Ngữ là đứa trẻ lưu lạc được lão trang chủ thu nhận, thân phận kém xa Mộ Tuyết Trần, không thể yêu nhau. Dân gian truyền tai nhau đã cho rằng Mộ Tuyết Trần vì Thiên Ngữ mà không gần nữ sắc, được mọi người dựng thành giai đoạn tình yêu về lưu truyền muôn đời. Nhưng mà đôi oan gia vui vẻ này không hề ngọt ngào như trong truyền thuyết đâu, mà đã ghi thù góp nợ từ rất lâu rồi. Liệu rằng mối hận thù bao năm có được hóa giải hay không, câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Người tình của Khang Hy. Bộ phim Người tình của Khang Hy với sự tham gia của Lưu Hải Uy và Trịnh Sảng. Khang Hy năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trung thần A Bốn Nại vì oan khuất mà đã phải chịu tai họa diệt môn. Người con gái mới 10 tuổi là Lương Nhi tận mắt chứng kiến cả nhà bị giết, còn mình đã may mắn thoát chết. Trên đường bỏ trốn, tình cờ gặp thiếu niên Diệp Tam do Khang Hy đảm vai. Hai con người không hay biết gì về thân phận của nhau, đã cùng nhau trải qua kiếp nạn sinh tử, hẹn ước một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau. Sau đó thì Lương Nhi đi nương nhờ nhà người anh họ đó là Nạp Lan Dung Nhược, nhưng lại gặp tai nạn mất đi trí nhớ. Dung Nhược vì muốn bảo vệ cho Lương Nhi mà đổi cho cô cái tên khác là Lâm Lang. Nhưng Nạp Lam Minh Châu lo rằng thân phận của Lâm Lang sẽ mang đến tai họa nên đã lén đưa cô vào cung làm nô tỳ. Lâm Lang vốn tưởng đời này sẽ mãi mãi ở trong thâm cung, cô đơn, đến giả như vậy. Nhưng sự xuất hiện của Khang Hy đã làm đảo lộn cuộc sống của cô nàng. Khang Hy nhất mực cho rằng Lâm Lang chính là Lương Nhi, người con gái bí ẩn có tiếng sáo hay đến nao lòng đã từng gặp chàng vào 8 năm trước. Tuy vậy, Lâm Lang vẫn kiên quyết phủ nhận, nàng còn nói dối rằng mình không biết gì về âm luật, trong khi thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Không có cách nào để có thể khiến Lâm Lang suy chuyển tâm lý, Khang Hy đã bèn chuyển nàng từ Tân Giả Khố đến khu vực Ngự Tiền. Từ đây thì những lần tiếp xúc giữa Khang Hy với Lâm Lang cũng bắt đầu nhiều hơn. Giấy thì không gói được lửa, trong một đêm thì Lâm Lang đang thổi sáo ở bờ sông, Khang Hy đã vô tình nhìn thấy. Chàng phát hiện ra Lâm Lang đang cố nói dối mình, Khang Hy lúc này đã dành cho Lâm Lang tình cảm sâu lặng rồi, nhưng vì Lạp Nan Dung Nhược, chàng vẫn e dè và không dám tiến đến gần. Túy Linh Lung, Thánh Nữ Minh Y Lâu. Trong bộ phim Túy Linh Lung, Liêu Thi Thi vào vai Phượng Khanh Trần, thánh nữ của Vu tộc và là đệ tử của Tịch Tà trưởng lão Hàn Đống. Trong kỳ sát hạch vu nữ chấp sự đã cứu mạng từ hoàng tử Nguyên Lăng của nước Ngụy do Trần Vĩ Đinh thủ vai, có tình yêu bi thương đầy cách trắc trở với nhau. Nhờ sự giúp sức của Vu tộc, Nguyên Lăng lên làm vua và muốn lập Khanh Trần để làm hoàng hậu, mặc cho sự phản đối của triều thần vì Khanh Trần lúc này là thánh nữ 100 năm mới xuất hiện một lần của Vu tộc. Và theo truyền thuyết, Vu tộc trăm năm nắm giữ cửu chuyên linh lung trận với chính viên đá thần có khả năng là xoay chuyển càn khôn, thay đổi quá khứ và tương lai. Và nếu như âm tinh của thánh nữ và dương tinh của hoàng đế cạnh bên nhau thì hoàng vị sẽ đổi chủ. Từ Hải Kiều vào vai thất hoàng tử Nguyên Trạm lợi dụng tiên đoán về song tinh đã hội tụ của Vu tộc cùng với sự phò tá của ám vu là một nhánh khác và đối đầu với Vu tộc nhằm để đoạt vị trong ngày đại hôn giữa Nguyên Lăng và Khanh Trần. Để bảo vệ Nguyên Lăng và Vu tộc, Khanh Trần đã thi triển về trận pháp cửu chuyển linh lung, quay ngược về quá khứ. Khanh Trần vì đã đi qua thời không khác, nếu như muốn giữ tính mạng thì phải tìm được cửu châu thạch đã bị thất lạc ở khắp nơi. Khanh Trần dần dần phát hiện ra mình đã biến mất khỏi ký ức của mọi người ở đây rồi, kể cả là Nguyên Lăng. Nhưng duyên phận vẫn cứ kéo hai người về phía bên nhau. Trong thời không này thì Vu tộc đã bị hoàng thất truy đuổi để sát hại vì bị hiểu lầm là giết chết hoàng hậu, bị nghi ngờ mưu phản. Khanh Trần đã tìm kiếm và giúp đỡ các vu nữ khác nhau, nên đoạn đường đã gặp lại Nguyên Lăng, biết anh đang bị thương nên một lần nữa cứu giúp anh.
và từ đây thì cô đã dần dần sa vào cuộc tranh chấp quyền lực giữa các hoàng tử và lấy được tình cảm của thất hoàng tử Nguyên Trạm. Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Nguyên Lăng và Khanh Trần có thể được bên nhau không? Thiên Vũ Kỳ. Thiên Vũ Kỳ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả truyện kiếm hiệp nổi tiếng Bộ Phi Yên. Nội dung xoay quanh Lý Huyền, lạc trên dãy Trung Nam, bảng lảng mây mờ và khói tím, mà Vân Thư Viện là học viên đào tạo văn, võ và kỳ môn độn giáp lừng danh nhất đại đường. Cứ 10 năm trường mới tuyển chọn sinh đồ một lần, đa phần những người trúng tuyển thì đều xuất thân danh gia vọng tộc hoặc là lắm tiền nhiều của hoặc là văn võ song toàn. Nhưng năm nay, người đầu tiên thi đỗ rồi nghiễm nhiên bước lên bảo tọa đại sư huynh lại là Lý Huyền, là một tiểu tử lang bạt, thi từ ca phú không biết, kiếm sao đạo cũng chẳng thông. Bù lại, gã ta cực kỳ mưu trí, cực kỳ tự tin và cho rằng ai cũng có sở trường ưu điểm của riêng mình. Ngày bước vào Ma Vân Thư Viện là một ngày cuộc đời vô tư lự của gã sang trang. Nào chủ tòa khuất phục bọn con ông cháu cha, nào là xoay sở xử trí một mối tình nan giải, để rồi ngẫu nhiên đã dấn thân vào một bí mật về bùi yểm đã lưu truyền suốt trăm năm ở đại đường. Cuộc sống của Lý Huyền bắt đầu trở nên phức tạp. Lúc đó, người anh hùng cứu nhân loại Lý Huyền đã rơi vào thế lưỡng nan, nhân tộc bại, mẫu thân chết, yêu tộc bại, chàng vì nhân tộc mà trở thành phản đồ. Cuối cùng thì Lý Huyền đã chiến thắng Thạch Tinh Ngự, phá vỡ thế trận Trường An, phóng thích yêu tộc bị nhân tộc giam cầm. Một trận chiến đã hóa giải tất cả, người yêu hai tộc đã tạm thời hòa bình. Nhưng cái giá phải trả là sự tổn thất quá nặng nề, bảo vệ hai tộc người yêu, trách nhiệm xây dựng tại Trường An đặt nặng trên vai của Lý Huyền. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn đã cùng với Mọt Hoa Ngữ khám phá top 8 phim cổ trang Trung Quốc ngọt ngào đáng cài nhất từ trước đến nay. Các bạn thích nhất bộ phim nào ạ? Hãy để lại bình luận dưới video cho mình cùng biết nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những bộ phim mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.